thế giới phẳng ngày nay cho phép những chàng trai cô gái từ các đất nước, sắc tộc khác nhau yêu nhau một cách dễ dàng hơn. Tuy vậy, ở châu Á nói bình thường và Việt Nam nói riêng, việc các cô gái yêu các anh Tây đôi khi vẫn gây cho người khác sự khám phá nhất định. Nhiều người sẽ băn khoăn tự hỏi mục đích họ đến với nhau là gì rồi sau đó suy diễn ra đủ thứ lý do trên trời dưới biển. Mới đây, trên mạng làng hội có xuất hiện một clip ngắn phỏng vấn một cô gái yêu một người con trai nước ngoài. Sau những câu trả lời được đưa ra của họ, người xem đã có cái nhìn cởi mở hơn về chuyện tình cảm này. Đó là câu chuyện của Danin 29 tuổi và Huyền 27 tuổi. Cả hai đã yêu nhau 3 năm và chuẩn bị kết hôn trong thời gian tới. Danin và Huyền trong cuộc phỏng vấn. Xét về ngoại hình thì có thể thấy Danin Giang khá cao to, đẹp trai nhưng Huyền thì cũng không hề kém cạnh gì với gương mặt duyên dáng và thân hình cân đối, quyến rũ. Cả hai đã thực hiện thử thách của chương trình là trả lời các câu hỏi. Trong quá trình phỏng vấn, cả hai đều dành tình cảm và cái nhìn trìu yêu đương cho nhau khiến dân tình không khỏi ái mộ. Khi chương trình đặt ra một vấn đề khá tế nhị đó là về chuyện quan hệ tình dục thì lúc này những chia sẻ của cả hai thế hệ thực sự hấp dẫn hơn hẳn. Họ rất cởi mở khi nói về sex, về lần gần nhất ở bên nhau cũng như công bằng dỗ mông nhau trước ống kính máy quay. Câu hỏi tiếp theo và cũng là mấu chốt của chương trình được đặt ra là quan hệ tình dục với người nước ngoài thỏa mãn hơn. Thì cả hai cùng trả lời là có. Huyền giải thích thêm là vì Giang rất ngọt ngào, kể cả khi đã xong xuôi cuộc yêu thì anh ấy vẫn rất uy lớn. Còn Giang thì thích Huyền ở chỗ là cô nàng rất thích làm chuyện ấy. Tiếp tục là một câu hỏi tế nhị khác liên quan đến kích cỡ thì Huyền đã dành cái gật đầu để biểu hiện sự đồng tình của mình. Tuy nhiên, cô nàng khẳng định đó không phải là thứ quan trọng nhất. Còn với Giang, anh nói rằng yếu tố quan trọng nhất trong chuyện ấy vẫn phải là sự đồng cảm và tình yêu. Khi nói về cái nhìn của những người xung quanh thì Huyền cho hay anh em cô đều ủng hộ mối quan hệ với Giang, còn số người không biết thì kém hay nói những câu không hay lắm. Nói đến đây, Huyền có hơi khựng lại và nghẹn ngào một chút, mình đang đi ngoài đường, ăn mặc rất bình kém, không hở hang mà cứ bị gọi là làm gái ấy. Còn Giang, anh cho biết, tôi thực sự giận dữ vì nhiều người cứ nghĩ đàn bà châu Á yêu con trai Tây là vì tiền. Bạn hoàn toàn có quyền được yêu, không phải vì tiền hay cần một người dọn nhà cho bạn. Tất cả chỉ là tình yêu thôi. Ở phía dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự ái mộ với tình yêu của cặp đôi này. Người ta cho rằng, để tìm được một tri kỷ cùng ngôn ngữ để bày tỏ tình cảm đã là khó mà hai người lại còn nói hai thứ tiếng khác nhau nhưng vẫn uy lắm đến vậy thì quả thật là quá may mắn. Quan trọng hơn cả là từ phía chàng trai luôn có sự tôn trọng đối với cô gái bằng tất cả sự yêu đương và trân quý.